Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn vừa xem bản tin vừa xếp ghế xong Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên hợp sức đập Lê Thành Hải. Sự phối hợp giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên đã có kết quả từ cuối năm 2020 chứ không phải đợi đến bây giờ. Hai năm ròng rã, quân của Tô Lâm ngoài Bắc không làm gì được Tất Thành Cang. Thế nhưng sau đó, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ cần thay ông Nguyễn Thiện Nhân bằng Nguyễn Văn Nên thì kết quả đã có ngày. Cuối năm 2020, Nguyễn Văn Nên cho bắt Tất Thành Cang bằng chính lực lượng công an của thành phố Hồ Chí Minh, chứ không cần phải mang lực lượng từ Bộ Công an đưa vào. Tất Thành Cang là kho dữ liệu khai thác sai phạm của ông Lê Thành Hải. Tuy lý do bắt Tất Thành Cang là sai phạm việc vi phạm quy trình quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí ở công ty Sadeco, một công ty con của công ty Tân Thuận, không liên quan chỉ đến sai phạm ở Thủ Thiêm. Tuy nhiên, khi có Tất Thành Cang trong tay, ông Nguyễn Văn Nên khai thác thêm sai phạm bên Thủ Thiêm mấy hồi. Đây là hình ảnh khai mạc hội nghị Trung ương 2, nghĩa là việc chia chác chiếc ghế ở tầng dưới cũng đã xếp xong. Vụ Tất Thành Cang sau đó tạm lắng do cả Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên đều tham gia đấu đá quan chức, tranh quan, tranh ghế, tranh quyền ở hội nghị Trung ương 14 và 15 của khóa 12 để chuẩn bị cho ngày chia chác quyền lực tại Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau Đại hội 13 thì vẫn còn cuộc tranh ghế ở các chức vụ thấp hơn, không liên quan chỉ đến chức vụ cao như chức của ông Trọng. Tuy nhiên, ban bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng cũng chưa chọn người xong. Đến trước hội nghị Trung ương 2 của khóa 12 thì cuộc chiến sắp ghế cho ban bí thư và chính phủ mới ngã ngũ. Và mới vừa lên danh sách đã tung ra trên mạng xã hội xong, ông Nguyễn Phú Trọng lại cho báo chí gọi tên Lê Thanh Hải ngay lập tức. Và dư luận đặt ra câu hỏi là đánh được Lê Thanh Hải vì mục đích gì? Tập đoàn tham nhũng Lê Thanh Hải là nơi mà Nguyễn Phú Trọng ngắm nghía từ lâu lắm mà chưa làm gì được. Chỉ cần khui ra Lê Thanh Hải thì hàng loạt tên tuổi khủng cũng có thể theo nhau sổ khám, như đó là Lê Hoàng Quân, đó là Nguyễn Văn Đua. Mà một khi đánh cho nhóm Lê Thanh Hải tàn phế thì ông Nguyễn Phú Trọng an tâm, còn lâu lắm mới có người cứng đầu như Lê Thanh Hải cho được. Và nếu đánh được ông Lê Thanh Hải thành công thì ông Nguyễn Phú Trọng có thêm tiếng thơm là người đốt lò vĩ đại. Và đó là điều kiện tối thiểu để ban tuyên giáo xây dựng ông như là một lãnh tụ ngang với Hồ Chí Minh. Phải thừa nhận, mặc dù Lê Thanh Hải đã mất quyền lực ở bộ máy chính quyền, nhưng sự ảnh hưởng của gia tộc này còn rất mạnh. Cụ thể là Nguyễn Thiện Nhân được phân bổ về thành phố Hồ Chí Minh đã chưa thể khui ra được những sai phạm của tập đoàn Lê Thanh Hải tới cuối cùng. Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ dám vuốt đuôi mà thôi. Cũng may là Nguyễn Phú Trọng có được Nguyễn Văn Nên là người làm khá được việc. Mà một khi đã có người làm được thì ông Nguyễn Phú Trọng càng thúc đẩy ông Nên làm tới nơi tới chốn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng mà bắt được Lê Thanh Hải thì báo chí cách mạng lại sẽ tung hô ông lên tận mây xanh như ông Hồ Chí Minh. Chưa biết ông Lê Thanh Hải đang làm gì để đối phó với ý đồ và ý muốn loại ông Hải ra khỏi chính trường với ý đồ của Nguyễn Phú Trọng đến như vậy. Nhiều người nói rằng thuộc hạ của Lê Thanh Hải trong bộ máy chính quyền của Sài Gòn cũng còn rất nhiều. Vậy nên việc ông Nguyễn Văn Nên mà triển khai kế hoạch bắt bớ Lê Thanh Hải gặp không ít khó khăn. Ấy là chưa nói đến việc ông Lê Thanh Hải bị gọi tên thì thế nào ông Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua cũng tìm mọi cách để cản trở chiến dịch của Nguyễn Văn Nên. Một bí thư thành ủy mà bắt được một cựu bí thư thành ủy là chuyện xưa này khá hiếm. Và liệu rằng ông Nguyễn Văn Nên có làm được trò trống gì hay không? Cú đánh mở màn. Vào ngày 7 tháng 3 trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn có đăng bài viết sai phạm chuyển nhượng đất đai gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng ở Sagi. Bài báo này lên khuôn là người ta biết vụ án em trai ông Lê Thanh Hải đang nằm trong tay Tô Lâm, giờ được Tô Lâm cho khui lại. Mục đích là nhắm vào ai chắc chắn mọi người cũng sẽ biết. Đây là hình ảnh tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhắm vào Lê Tấn Hùng. Được biết sai phạm kỳ này là dự án khu nhà ở có địa chỉ tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Tô Lâm đã điều tra ra sai phạm của Sagi bắt nguồn từ việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho công ty này sử dụng hơn 36.676 m² đất tại đây để làm cơ sở chăn nuôi gia súc. Vào tháng 2 năm 2009,
Sagi đã xin Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho chuyển nhượng mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu dân cư và được cơ quan này chấp thuận. Vào tháng 11 năm 2010, ông Nguyễn Thành Tài, khi đó là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt Lê Hoàng Quân đã ký quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình trên đất tại khu vực với trị giá hơn 128 tỷ đồng để Sagi thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất đầu tư xây dựng khu nhà ở. Vào tháng 8 năm 2015, thì ông Lê Tấn Hùng, em trai Lê Thanh Hải, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Sagi và được giao quản lý tài sản của vốn doanh nghiệp ở đây. Theo cơ quan điều tra, ông Hùng biết việc chuyển nhượng khu đất phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn nhà nước, đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Đồng thời phải thẩm định giá và xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Nhưng ông Hùng và các cá nhân có liên quan đã không thực hiện đầy đủ các bước này. Cụ thể, việc Sagi chuyển nhượng vốn cho Tổng Công ty Phong Phú thực chất là chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực dự án đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật nhưng không qua đấu giá để xác định giá trị thị trường là vi phạm Nghị định số 91/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Hành vi của ông Hùng và những người liên quan đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 348 tỷ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án và 672 tỷ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án. Cơ quan điều tra của ông Tô Lâm đã kết luận như vậy. Vấn đề là ai đã chủ trương bổ nhiệm ông Lê Tấn Hùng và chức vụ hái ra tiền đến như vậy? Khó có chuyện mà không có bàn tay của anh trai ông Hùng can thiệp vào đây. Nếu sai phạm của ông Lê Tấn Hùng có dính đến anh trai thì đó là mối đầu tiên về sai phạm của doanh nghiệp quốc doanh dưới thời Lê Thanh Hải bị khui ra. Nếu không nhắm vào Lê Thanh Hải thì ông Nguyễn Phú Trọng đã không dùng đến Bộ Công an để bắt một nhân vật nhỏ nhoi như Lê Tấn Hùng. Và phát súng thứ hai nhắm vào Lê Thanh Hải là gì? Vào ngày 8 tháng 3, cũng trên báo Thanh Niên có bài viết ông Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức nguyên bí thư thành ủy là chưa nghiêm, chưa quyết liệt. Như vậy là vấn đề thứ nhất nhắm vào Lê Tấn Hùng và mũi thứ hai thì nhắm trực tiếp vào những sai phạm của ông Lê Thanh Hải. Người ta cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Văn Nên đã rạch tay sau mấy tháng đấu đá tại Bộ Đại hội Đảng, giờ bắt đầu thực hiện kế hoạch đốt lò. Đây là hình ảnh vào ngày 8 tháng 3, báo Thanh Niên gọi đích danh Lê Thanh Hải. Thực sự, chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng chưa sở tới Lê Thanh Hải và Nguyễn Tấn Dũng thì cũng không thuyết phục lắm. Người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng chỉ dám đốt củi nhỏ, còn củi gộc thì chưa làm gì được họ. Bài báo cho biết người dân vẫn còn một số vụ án tham nhũng có liên quan đến cán bộ cấp cao chưa được xét xử nghiêm minh, quyết liệt. Trong đó có vụ ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sai phạm liên quan tới dự án khu đô thị Thủ Thiêm, nhưng chỉ bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Và họ cũng đề nghị Trung ương phải xử lý quyết liệt hơn trong công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, đáp ứng được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tuy là bài báo mượn lời cử tri để nhắc Đảng và Nhà nước phải xử lý Lê Thanh Hải, đây là dấu hiệu cho thấy thế lực Lê Thanh Hải không còn có cái tên cấm kỵ như trước đây nữa. Báo đã nhắc từ sai phạm của ông Lê Thanh Hải thì có thể nói đây là bước đi mang tính dò đường. Nếu có thể thì sẽ đến việc khui ra sai phạm của ông Lê Thanh Hải luôn trong các thời kỳ trước đó. Và câu hỏi đặt ra là đánh Lê Thanh Hải bằng hai lớp thì liệu có tóm được ông ta hay không? Hiện nay để đánh được tập đoàn Lê Thanh Hải, ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng chiến dịch bọc lót rất kỹ. Vòng trong là Nguyễn Văn Nên dùng công cụ là Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng ngoài là vòng yểm trợ, ông Nguyễn Phú Trọng dùng Bộ Công an với Tô Lâm là người đứng đầu. Ông Nguyễn Phú Trọng thì bao giờ cũng bổ vây đánh đối thủ của ông bằng đủ thứ chiến thuật. Tuy nhiên, con cá Lê Thanh Hải là con cá mập trắng, nó rất hùng dữ. Vậy nên, bắt được nó cũng không phải dễ. Việc bắt Lê Thanh Hải rất khác với bắt Tất Thành Cang. Tất Thành Cang chỉ là nhánh gắn trên cây cổ thụ của Lê Thanh Hải, trồng vì việc tỉa cành với đứa gốc cây đốn gốc đi thì hoàn toàn khác nhau. Đây là hình ảnh không bắt được Lê Thanh Hải thì cũng sẽ chẳng làm gì được ông Nguyễn Tấn Dũng. Có một điều chắc chắn là thế lực Nguyễn Văn Nên tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày một củng cố, còn thế lực của Lê Thanh Hải ngày một yếu dần. Trong 5 năm nhiệm kỳ 10 thứ 13
thì rất khó có thể Lê Thanh Hải bình an. Bắt được Lê Thanh Hải làm cho Nguyễn Phú Trọng có cái lợi là nó còn là lời cảnh cáo gửi đến đối thủ lớn nhất của ông Phú Trọng rằng không có chiếc ghế nào là bình yên. Còn nếu không tóm được Lê Thanh Hải thì sao? Thì Nguyễn Tấn Dũng ngồi ở Kiên Giang cười vui mãn nguyện. Bởi không bắt được Hải thì làm sao bắt được ông Dũng? Đấy mới là vấn đề. Không biết vấn đề đó ông Nguyễn Phú Trọng có gỡ được trong 5 năm nhiệm kỳ thứ 3 của ông hay không mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 3 ngày 9 tháng 3 năm 2021 với bản tin vừa xếp xong ghế Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên hợp sức đập Lê Thanh Hải. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.